đã làm bạn cho các bạn đến với video tiếp theo của tôi. Hôm nay là tôi không thực hiện thử thách, tức nghĩa là cho mấy thằng cô này nó thi con gấu tôi, đó chính là thi chạy với gấu. Thì là thằng nào mà chạy thắng là được 1 lít, tức là chạy thắng con gấu, nhưng mà chạy thua là không được gì. Ok, và chặng đường là sẽ dài từ đây tít kia, đó rất là dài, và tôi sẽ làm trọng tài. Ok, bây giờ là ai xung phong trước đây, con gấu đang mệt nó đang nghỉ, ai chạy trước? Huy đi. Ok rồi, anh em thì vào vị trí nhá. Bây giờ đích là ở cái cột điện kia, chạy thắng là bây giờ nhé. Trọng tài đi lên trên đích, còn để cho một thanh niên ở dưới kia chạy đua lên trên này. Đường cũng phải xa xa tí. Tự nhiên nó rẽ sang bên trái, mẹ để em ở đấy thắng rồi. Có xanh mày ngu thế mà mày không chạy thẳng đây hả? Mày làm mất của tao 1 lít rồi đây. Ngu thế chịu được. Ok rồi, về đến lượt cho cô trọng cái nó chạy. Rồi, dắt nó về cho anh. Cùng nhau, nhưng bây giờ là không còn cách nào nữa rồi. Chạy lại đi. Thôi cho nó nghỉ đi, cho nó nghỉ đi. Khổ quá, chạy thua rồi. Chạy cùng hai thằng, cho nó nghỉ đi. Bây giờ chạy hơi mệt đấy, khổ thần quá. Về nhá. Chưa phân biệt nào thắng nào thua. Hai thằng đến đích cùng với nhau luôn. Bây giờ phải slow motion mới biết được, nhưng mà bây giờ không có khóc nào để slow motion cả. Mệt quá. Thôi cho nó nghỉ đi, khổ quá, nóng quá các bạn. Thằng Huy được 1 lít rồi. Gấu an tàn phá hại. Mô này thì chưa phân biệt được thắng thua. Con gấu đang mệt các bạn, cho nó nghỉ tí, mệt quá, nhìn nó thở khổ quá. Bây giờ thì mới ra vô. Đi vào trong đây nằm. Vừa mới tắm cho hôm qua xong, bây giờ vào đây nằm bẩn hết. Hay lắm. Thôi cho nó nghỉ tí chạy đua tiếp. Như này đi. Ok. Bởi vì là nếu mà chạy kiểu thế, một mình nó chạy với ba thanh niên này thì là hơi thấy bất công cho con gấu một tí. Nên là bây giờ nhá, thằng Huy thì thôi cứ đằng nào nó thắng thì cho thắng. Cô này Huề cứ cho Huề. Bây giờ là chưa lại khắc cuối cùng này, là cho con gấu nó chạy cùng ba người luôn. Thằng nào thắng được 5 lít, ok. Còn thằng nào thua không được tiền. Nói chung là thắng con gấu được 5 lít, còn lại top 2, top 3 là chịu. Nhưng mà cứ thắng con gấu 5 lít, còn 3 thắng con gấu thì là được củ rưỡi. Ok, còn nếu mà không thắng thì không được tiền đấy, thì là cho chạy một phát con gấu luôn, solo luôn. Chứ bây giờ nếu mà để con gấu mà chạy cùng 3 thằng thì thấy hơi bất công thật. Một mình nó thì không thể đủ sức để mà chạy cùng 3 người được. Nên là bây giờ là cho nó nghỉ một lát, sau đó thì là sẽ cho nó chạy cùng với lại 3 nhà luôn. Đó, khổ quá, nhìn mệt khổ quá. Giờ đây gấu ơi, đây, đi chùa đấy làm bẩn quá. Ở đây. Đấy, một chú đấy nằm bật hết người rồi, nó vừa rút, trưởng. Rút đi. Rồi, hồi xuống đây, nghỉ ngơi tí rồi chạy nhá. Rồi, bây giờ thì là cho con gấu nó chạy dãy, giờ nó mệt thì là thương nó quá. Bây giờ đang bảo hai cô em này nó về nhà nó mua nước với lại cầm ít đồ đây. Để cái cuộc thi này nó sẽ công bằng hơn. Tức là tôi sẽ để một cái góc máy slow motion để xem ai chạm đích trước sẽ được tiền. Còn lúc đấy là sorry anh em là tôi không để con máy để góc cận, nên đâm ra tôi không thể biết được ai chiến thắng con gấu. Chỉ là nhìn ai mà chạy nhanh hơn thì là phân biệt chiến thắng thôi. Nhưng mà đấy là hai thanh niên là bằng nhau, trọng với lại con gấu là hai thanh niên là chạm đích bằng nhau. Nhưng mà nó sẽ có một người chạm đích sớm hơn một tí. Thì cái đấy phải có một góc quay khác. Thì bây giờ đang để cho hai cô này nó về nó mua nước, cộng với lại nó lấy máy quay ra đây để thi một cái phần thi cuối cùng, một phần thi duy nhất thôi. Nếu mà con gấu nó chiến thắng thì coi như là con gấu nó giúp tôi. Còn nếu con gấu nó thua là coi như là nó ăn tàn phá hại, nó đốt của tôi 1,5 triệu. Đấy thì bây giờ đợi về lấy đồ đây bắt đầu quay. Mệt quá. Hôm nay thì rất là may là không nóng mấy. Trời không nắng đâm ra quay nó không thoải mái. Trời đang mưa các bạn nhìn trời này. Đấy. Chứ hôm nay mà trời nắng là chết. Mua cho anh 5 lon coca nhá, cho 5 người với lại cầm đấy, cầm điện thoại với lại cái chân quay đây. Ở đây đợi đấy, hai thằng đi đi. Bảo em anh mở cửa đó. Tí nữa cho chạy đua cho nghỉ ngơi tí. Đi dạo, ăn thích đi ăn cỏ. Đây là cái nơi mà ngày xưa lúc mà tôi mới mua nó về, tôi cho nó ra đây chơi. Đó, không biết các bạn có nhớ này này không? Chính cái địa điểm này là cái địa điểm mà tôi dắt con gấu ra đây khi mà nó bắt đầu được 2 tháng tuổi. Mới mua về dắt ra đây quay luôn cho bạn xem đấy.
À, đây là cái nơi mà nó đến du lịch đầu tiên sau khi mà từ trên Hà Nội về với lại tôi. À, đang làm gì này? Đang tìm chỗ đi vệ sinh à? Không được đi vệ sinh đây nhá gấu. Gấu ơi. Gấu. À. Nó chui bờ lúc bụi này, lúc vào đem gì? À, giúp bằng đem gì, thích bơi không? Đi đây gấu. Ra đây, ra đây. Dám hết bỏ cỏ rồi. Gấu à. Đi đây. Ra đây gấu. Gấu gấu gấu. Ra đây, gấu à. Đi đây, ra đây. Mua nước về cho nó uống các bạn. Uống để lấy sức để chạy đua chặng cuối cùng. Ở đây bây giờ nắng người quá. Này, uống nước này. Đùa tôi bóng này. Này, uống nước này. Cái lát đùa tôi bóng này. Ủa, nó liếm rồi, nó liếm này. Này, cứ cho nó liếm. Này, đâu rồi. Đây, đồ, 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 đồ bóng. Này, đâu rồi, đâu rồi, uống nước. Qua đi không cầm đồ cho nó, bây giờ cho nó uống nước. Nó khát nãy, nó chạy nãy giờ khát lắm. Mình còn khát nữa nó. Ừ, nó khát mà. Thân. Cho đi chơi mà ra đúng cái hôm oi. Mà gấu này nó không chịu được thời tiết nóng. Mà thỉnh thoảng cho đây chạy đua tí để cho nó khỏe. Ở nhà nhiều cũng yếu người. Uống gần hết chai nước các bạn. Con này cũng khỏe thật. Uống đi, hết chưa? Bây giờ tôi mới được uống nước này các bạn. Cho nó uống nãy giờ mới được uống. Mình khát lắm rồi, không chạy nhưng mà rất là khát. Hết rồi mày. Còn đây nè. Rồi, chuẩn bị chạy nhá. Ok, anh em uống nước đầy đủ sẵn sàng chưa? Sức mạnh rồi. Ok rồi, chuẩn bị chạy nhá gấu. Bây giờ là ra setup tất cả góc quay với lại là mọi thứ để có thể cái cuộc đua này nó diễn ra công bằng. Thì là chỉ diễn ra một lần duy nhất thôi. Thằng nào thắng 5 lít đấy. Ok, 5 lít luôn. Đua cuối cùng dành cho ba vận động viên đây. Đấy, chạy đua với lại con gấu. Rồi, gấu thì đã được dưỡng sức uống nước đầy đủ rồi. Mấy thanh niên này mỗi thằng một chai Coca rồi. Bây giờ là sẽ xem ai sẽ giành chiến thắng đây. Tất cả vào vị trí nhá. Đấy, khi nào anh đến 1 2 3 là thả con gấu ra cho chạy cùng luôn nhá. Không được chơi bẩn ăn gian nhá. Đấy. Đây là đội hình. Đấy. Rồi, chúng ta sẽ xem ai sẽ giành chiến thắng và giành được cho mình 5 lít. Ok, bây giờ thì là tôi sẽ chạy lên vị trí trên đích để quay lại tất cả quá trình này. Ở trên kia có rất là nhiều anh em cổ động viên đang đứng ở đấy để cổ vũ cho gấu. Đấy rồi, bây giờ let go đi lên trên đây. Đây là toàn thể cổ động viên cấp 1, học lớp 1, 2, 3, 4, 5, 6. Em cấp 2 à? Em cấp 2 à? Ok, nói chung là 1, 2, 3, 5, 6, 7. Cổ vũ cho gấu đúng không? Được. Anh này không thi rồi nhưng mà bây giờ là ở kia là có gấu với lại ba thanh niên kia thì các em cổ vũ cho ai? Gấu. Đúng không? Ok, thế thì cứ hô gấu để cho chạy đây nhá. Rồi. Bây giờ thì là chuẩn bị cho cuộc đua sắp được diễn ra. Tôi sẽ đặt máy quay đây. Anh em hôm nay tôi muốn tạo một cái clip mà để cho con gấu thi chạy cùng ba như này. Mới phát hiện cuối này là không thể thắng được vì là một mình nó thì không đủ sức để mà chạy với lại ba gông như này, to khỏe như này. Đây là nói chung là thôi, chủ yếu là muốn thử xem như nào. Vì đấy thì nói chung là thôi, thua rồi, thôi chấp nhận rồi. Ok, nói chung là tôi không muốn chia sẻ gì thêm, cũng mất tiền rồi. Chả muốn nói gì cả, chán rồi thôi. Cảm ơn tất cả bạn đã xem clip của tôi. Nhớ like, subscribe, chia sẻ, đăng ký kênh của nhé. Bye bye.